Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VMS Channel. Cách đây không lâu thì đài truyền hình tại Nigeria, một nơi đã sở hữu cộng đồng Pioneer rộng lớn, đã có một bản tin về Bi Network, những hình ảnh của các Pioneer chấp nhận thanh toán bằng Bi tại quốc gia Nigeria. Và đây chính là toàn bộ bản tin của Trust TV, các bạn cùng xem với mình nha. Một số nhà bán hàng và nhà cung cấp đã phát minh ra những cách độc đáo để có thể tiến hành và mở rộng hoạt động kinh doanh của họ để nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng hơn. Và đó chính là họ chấp nhận sử dụng tiền điện tử trở thành một phương tiện thanh toán tại cửa hàng của mình. Kinh doanh bán trà, nhà cung cấp Wagolader chấp nhận tiền điện tử Pi dưới dạng đấu thầu hợp pháp. Ở đây thì trong mỗi bữa sáng thì người ta thường sẽ uống một cái tách trà. Và chủ cửa hàng này, mặc dù là một cửa hàng tạm bợ và không giống với các cửa hàng bán trà thông thường, cửa hàng này chỉ cách chợ khoảng vài mét mà thôi. Và mới đây thì cửa hàng đã thay đổi cách hoạt động của mình khi cơ sở kinh doanh trà hơn 2 năm này đã chấp nhận thanh toán thêm tiền điện tử như là một hình thức thanh toán. Và nó chia sẻ rằng là trước đây thì bạn bè đã kêu gọi tôi tham gia vào Bi Network, và sau khi tham gia xong thì tôi đã quyết định đưa ý tưởng chấp nhận thanh toán Bi vào công việc kinh doanh bán trà của mình, vì xung quanh tôi chưa thấy ai dám thực hiện cái điều này trước đây cả. Và sau đó thì tôi đã quyết định bán thêm một chiếc bấm với giá là 500 Naira, bạn có thể thử nó. Và cho đến nay thì cách làm này đã thành công. Mặc dù tôi phải chấp nhận rủi ro, nhưng tôi chọn cái rủi ro đó. Một số bạn bè của anh ấy đã chế nhiễu khi anh ấy tìm cách chấp nhận Bi trở thành một hình thức thanh toán, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy đã quyết tâm tiếp tục những gì mà mình đã chọn. Ở Nigeria thì người ta chỉ thường sử dụng tiền giấy, chứ người ta chưa chấp nhận thanh toán sử dụng tiền điện tử một cách rộng rãi. Đôi khi mọi người chế nhạo tôi, nói rằng nếu như cửa hàng của anh chấp nhận thanh toán bằng Bi thì rất có thể công việc kinh doanh của anh sẽ sụp đổ và sẽ phá sản. Tuy nhiên thì tôi tin rằng Chúa mới là người duy nhất có thể quyết định được điều này. Và anh ấy nói thêm rằng kể từ khi mà anh chấp nhận Bi trở thành một hình thức thanh toán, anh ấy vẫn chưa gặp bất kỳ những cái sự thiếu hụt nào trong công việc kinh doanh của mình, mặc dù với số vốn ít ỏi của anh ấy. Tôi rất vui vì mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt cho đến nay, kể từ khi tôi chấp nhận thanh toán bằng Bi. Nó không ảnh hưởng quá nhiều đến nguồn vốn của tôi. Những gì mà tôi đang làm riêng về mặt tài chính thì nó không bị giảm sút cho lắm. Mặc dù khi chấp nhận thanh toán bằng Bi thì buộc phải xác định rằng phải mất một thời gian rất lâu Bi mới có thể được đổi thành tiền fiat. Nhưng điều đó là không thành vấn đề. Trong cửa hàng của tôi thì với mỗi chiếc bánh này mà bạn đang ăn thì bạn chỉ cần trả bằng Bi, một combo của một chiếc bánh tương đương với 500 Naira của tiền Nigeria. Nhưng có nhiều câu hỏi được đặt ra rằng liệu Bi cuối cùng có đạt được cái giá trị đồng thuận giữa người mua và người bán hay không? Liệu người bán chấp nhận với giá này, liệu họ có thua lỗ hay không? Và khi nào thì Bi Network sẽ được hợp lệ? Và Bi sẽ có mức giá nào? Eric Tanko, một người tham gia Bi Network đã cho biết rằng tiền pháp định được định giá và giá trị của Bi trong giai đoạn mainnetking này là phụ thuộc vào sự đồng thuận giữa người mua và người bán. Và nhiều người chấp nhận thanh toán bằng Bi với sản phẩm của mình. Bản thân tôi ngồi đây, chỉ cần bạn đến với tôi thì tôi chỉ nhận một Bi để đổi lấy cho bạn một chiếc giày với mức giá 1.000 Naira. Và chủ cửa hàng bán trà này cũng có những quan điểm của riêng mình về công việc kinh doanh này, và hy vọng rằng tiền kỹ thuật số sẽ được người dân Nigeria sẽ đánh giá cao hơn và chấp nhận rộng rãi. Đó là toàn bộ thông tin của Trust TV News. Và khi mà nhìn vào những bản tin này, chúng ta thấy là có những pioneer ở những quốc gia rất là xa xôi. Mặc dù nền kinh tế vẫn chưa quá phát triển, nhưng họ vẫn rất nhiều lòng tin vào Bi Network và rất yêu quý Bi Network. Họ chấp nhận thanh toán bằng Bi trong giai đoạn mainnetking này, dù cho chưa thể đổ ra tiền fiat, họ chưa thể xoay nguồn vốn. Nhưng những nỗ lực từ những quốc gia vẫn còn nhiều hạn chế về kinh tế cho thấy là Bi Network đang ngày càng lan tỏa khắp nơi trên thế giới, không chỉ là tại những quốc gia phát triển mà còn cả những quốc gia chưa phát triển. Bản tin này chứng minh được rằng Bi Network đang dần thực hiện được sứ mệnh của mình khi chạm tới những mảnh nắp khô cằn. Còn bạn thì nghĩ gì thì hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Và sau khi cân nhắc thì mình đã chính thức lập thêm một kênh mới để chiều lòng nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm những dự án khác ngoài Bi Network ra. Và đây là kênh mà sẽ chia sẻ về tất cả những dự án tiềm năng. Mình sẽ để lại link ở dưới phần bình luận và mô tả.